Khụ khụ. Quả nhiên là có nội thương. Muội muội, mạch không có gì bất thường nhưng tại sao lại ho? Đừng nói là luyện hư cũng có thể bị cảm nhá. Sư muội cảm thấy thế nào? Không sao, đêm đó sư huynh và tỷ tỷ đã làm gì vậy? Là đêm đó đó, muội cũng có ở đó mà, sư huynh đã dạy ta một bộ kiếm pháp, ta muốn tỉ thí một chút. Sư huynh còn tự tạo kiếm pháp nữa. Không phải chứ, cửu sư muội đây đang là đang ghen sao? Chắc chắn là vậy rồi. Ta phải thăm dò chút mới được. Huynh làm gì vậy? Có vết bẩn. Sư tôn, đệ tử về rồi đây. Xem ra tình nhi nhi đến không đúng lúc rồi. Đây là cái tình tiết chó má gì vậy? Không, ngươi đến rất đúng lúc. Là phản xạ tự nhiên, ta bị oan. Thật là lỗ mãng. Đệ tử mặc kệ sư tôn luôn. Này, bát sư muội, nhờ muội chăm sóc Vô Lan một chút, vi huynh phải ra ngoài một chuyến. Sư huynh yên tâm đi, cứ giao sư muội cho ta. Hừ. Huynh ấy gọi ta là Vô Lan, nghĩa là trong lòng huynh ấy có ta. Đại ma đầu khốn kiếp, lại còn bắt cá nhiều tay. Khốn nạn. Đồ nhi, ngươi đang ở đâu vậy? Bỏ mặc hai tỷ muội kia, đây còn là đại ma đầu lúc trước sao? Đồ nhi. Ồ, ngươi đây rồi. Hay là ngươi về đi rồi vi sư dẫn ngươi đi ăn kẹo hồ lô nha. Vậy mà lại coi ta là một đứa trẻ 3 tuổi. Sư tôn thật sự không giống với kiếp trước nữa rồi. Chà, mặc dù trong bức tranh này có vẻ hơi thô, lại còn có vết dày, nhưng khó có thể giấu đi khí chất phong lưu phóng khoáng. Rốt cuộc là ai mới có dáng vẻ kinh thiên vĩ địa như vậy? Người có chắc rằng đó không phải là người không đấy? Tình nhi sai rồi, không nên làm cho sư tôn khó xử. Từ nay về sau, tình nhi sẽ không cố tình làm bậy nữa. Có câu nói nhìn ngang thì thành sườn núi, nhìn nghiêng thì thành đỉnh, khoảng cách chiều cao khác nhau. Xì xì. Không sao, dù sao đây cũng là lần đầu tiên vi sư làm sư phụ. Cảnh giới của ngươi chỉ mới là trúc cơ, mặc ấm một chút kẻo bị cảm lạnh. Sư tôn. Người đối xử với tình nhi tốt thật đó. Tâm ý của nữ nhân thật là khó đoán mà. Sau này đừng có trở thành loại người cao không thể với tới, đơn Vô Lan đó. Không thể với tới. Bắc Bắc đang ám chỉ người, dù đã tu luyện đến hợp đạo rồi mà vẫn đam mê làm phú bà đó sao? Ếch, đại sư tỷ, tỷ đến lúc nào vậy? Sư tỷ đến lâu rồi, là trong mắt Bắc không có sư tỷ mà thôi. Sư tỷ khí thế, hừng hực như thế, muốn không chú ý cũng không được. Bắc Bắc. Giữa sư tỷ và tỷ tỷ nuôi của đệ, ai xinh đẹp hơn? Tập phim hôm nay đến đây là kết thúc, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ tụi mình bằng cách cày view hoặc donate để giúp tụi mình có thêm động lực ra chat nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.